Và trước tiên thì em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy và bên trung tâm Inverden thì cũng đã hỗ trợ cho em trong suốt cái khóa học. Sau học cũng 6 tháng, cũng không phải là khoảng thời gian ngắn. Thì nói chung là cái lượng kiến thức nó khá là nhiều. Nhưng mà như là bên các thầy thì có thể chia ra để hàng tháng ấy, thì em thấy như vậy là cũng khá là hợp lý. Và kiến thức thì nó nhiều đấy, nhưng mà hấp thu thì phải từ từ. Và rồi trong cái khóa học này thì em chỉ thích nhất là cái phần gọi là hỗ trợ từ các thầy. Nói đến cái đấy bọn em rất là cần thiết, tại vì những cái đấy em đang thiếu. Mình đang có nhiều cái thắc mắc cho mình không biết hỏi ai thì ai giúp đỡ cho mình. Và rồi cũng trong quá trình làm thì em cũng có một số cái rất là khó để giải quyết, nhưng mà khi đi học về em đã có thể tự tin giải quyết được rồi. Thôi thì em xin cảm ơn cả các thầy.